Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hai Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh. Trong buổi chiều ngày nay, đó buổi chiều 25 tháng 9 năm 2019, Hai Nguyễn rất mừng được test 3 thiết bị liền. Thứ nhất là một cục đẩy LA550H đến từ hãng Tele Automatic. Thì đây là cục đẩy mới tinh, chính hãng, chính hiệu của công ty Tele Automatic. Con này công suất là 550 kênh, tức là kéo tốt đôi 30 và đôi 25. Đây là một dòng cục đẩy chính hãng, tem chính hãng, mã gửi tin nhắn vân vân. Thì cục đẩy này anh Nguyễn test cho em Thắng ở Hà Nội. Và tiếp theo đó đôi là DK La Kinh Bát 30 bãi xịn Anh Quốc, do Anh Quốc sản xuất. Con này có model là KH12 Bát 30, gân lụa tầm dầu từ 19 họng 76, chép leo phân tần thuộc cửa sách. Đôi loa này là test cho bác Nguyễn Hùng Ngọc ở Đồng Tháp và bác đã chuyển trước anh 500.000 cọc. Và cục đẩy thứ hai đó là cục đẩy cho bác Phong ở Tiền Giang. Bác Phong lấy cục đẩy Martin 18.000. Đây là cục đẩy Martin 18.000 để cho anh Nguyễn cho anh em bóc ra. Và trước khi bóc cục đẩy này, anh Nguyễn sẽ test cho em Thắng nghe, cũng như là cho bác em Thắng nghe chất âm này, và test cho bác Ngọc nghe đôi loa. Đây. Mới tinh luôn nha. Con này 4 kênh chuyên là anh em làm sự kiện. Rồi. Rất là đẹp. Rồi đây của này Martin mất nhé. Martin 18.000. Em sẽ test từng kênh một cho bác. Cái này là của bác Ngọc. Chạy tí nữa. Tính như là to tiếng ngoài đây đi. Lo mà chim hơi bé đây. Hết pin này. Rồi, chơi cống ấy. Em cả hết rồi. Tất cả trong cái độ chuẩn bác nhá. Em đã gửi cho một chiều này luôn. Mất tiền 18.000. Rồi là nó cái cạnh này. Đây là bác xịn xịn nhá. Rồi cái cạnh này. Cạnh tay này. Thế là bác xịn xịn. Ôi trời ơi. Loa rất là hay. Đây loa của bác. Loa của bác Ngọc. Em quay bác chi tiết luôn này. Đẹp như mới luôn. Tôi dù nó bãi nhưng đẹp như mới luôn. Không tì vết. Và độ zin là 100%. Độ đẹp là 98%. Rồi, em quay phía sau ạ. Cực kỳ hay, tép đẹp ánh rất là êm, tai không chói. Đây chính là loa DK hả bác? KH12 350W, độ nhạy 129 dB. Công suất nó quá khủng luôn. Từ 300 đến 1600. Nhìn này, loa DK thì em còn nhiều nhá. Loa DK là màu ép rất nhiều. Đây, những dòng loa màu ép bãi xịn của Đức. B3 mới tinh. Màu ép này, DK này. Và Array B3 có một đôi. Các loại súp điện hầm 40. Loa Multimedia DB2012 và 5000C.
Vì quay rất nhiều dòng hoa. Súp điện sơ em có cả. Các nhu cầu liên hệ với em nhá. Rất là nhiều.